Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 256. Khi trở lại Bạch Nhai cung, Xích Hồ rất lịch sự mời người dẫn quý anh anh đi nghỉ ngơi. Quý anh anh quay đầu nhìn lại, thấy Thịnh Phong Trạch bị thương đang được một đám người đưa vào tẩm cung quản gia và bà vú chạy tới chạy lui trong sân như không có đầu ruồi bỏ. Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy lo lắng. Trong mắt những người kia, mỗi giọt máu của thịnh phong trạch đều là chuyện lớn. Quý nương tử, ngài hãy đi nghỉ ngơi đi. Xích hổ nói nhẹ nhàng khi thấy nàng ngơ ngác nhìn về phía tầm cung. Ít ra hắn còn có chút lương tâm, không uổng công chủ tử đã bị thương vì nàng. Hắn còn phải sắp xếp người đi tìm hiểu phản ứng của Thái Hòa Thành, không thể tiếp tục mất thời gian với quý anh anh xích hổ lại khuyên thêm vài câu với nhiều người hầu hạ như vậy nàng không cần lo lắng chỉ cần nghỉ ngơi tốt trong cung là không phụ lòng chủ tử xin chuyển lời đến vương gia lát nữa ta sẽ đến thăm hắn quý anh anh trần trừ một chút cúi chào xích hổ rồi đi theo bà vú rời đi thịnh phong trạch đã tự đâm mình vì nàng nàng cần phải đích thân cảm ơn hắn Xích hồ hiểu ý định của thịnh phong trạch, nên không coi nàng như thích khách mà ném vào địa lao. Hắn cho bà vú dẫn nàng đến chỗ tạm trú, chỉ có hai lính canh giữ ở cửa viện. Ánh mặt trời in bóng mái hiên lên mặt đất, quý anh anh nằm yên lặng nhìn qua cửa sổ, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Từ khi vào Nam Chiếu, nàng luôn trong tình trạng thân bất do kỳ. Trước đây chỉ bị đỗ ngạn và triệu tu duyên nhớ tới. Giờ đây, nàng trở thành thích khách ám sát hoàng đệ của Nam Chiếu. Nghĩ đến việc sống sót cũng không dễ dàng, muốn chết, nàng lại không thể tự mình ra tay. Nhớ lại, nàng dường như có rất nhiều nguyện vọng, nàng nghĩ đến lúc trở lại Tam Đạo Yền làm cô nương, vụng trộm vào phường nhuộm và bị mẹ mắng đều sống nhanh thế nào. Nàng nghĩ đến gặp lại Dương Tĩnh Nguyên, nghĩ đến việc tham gia một lần nữa đấu gấm, để hoán hoa cầm mới nhuộm đạt được gấm hộ môn và sự tán thường trả thù cho mẹ anh và chị dâu là hy vọng xa vời ngay cả việc đi con đường nào nàng cũng không rõ quý anh anh vùi mặt vào cánh tay để ống tay áo thấm những giọt nước mắt chảy xuống cửa sân bị đầy mạnh ra phát ra tiếng vang ầm lính canh cửa lẩm bẩm ngăn cản a ninh tiểu thư a ninh đến đây quý anh anh vội lau nước mắt ngẩng đầu nhìn thấy A ninh với khí thế sát nhân xuất hiện ở cửa sổ nàng rút tiểu đao bên hông chỉ vào quý anh anh quát lên ngươi còn có mặt mũi khóc ta sớm nên giết ngươi bị nàng làm giật mình quý anh anh lại tỉnh táo vậy ngươi mau động thủ để tránh bị chủ tử ngươi ngăn cản không giết được ta a à ninh giật mình cắn môi rậm chân nói ngươi muốn làm cho chủ tử chán ghét ta đúng không dù chủ tử chán ghét ta ta cũng phải vì hắn mà trừ khử ngươi đột sao trổi hai người chỉ cách nhau một bức tường thấp An Ninh tiến thêm hai bước, khoảng cách giữa nàng và quý anh anh chỉ còn chưa đến nửa thước. Quý anh anh nhắm mắt lại, chết thì chết, nàng không có dũng khí tự sát, để An Ninh giết mình cũng tốt. Nàng cũng coi như bảo vệ trong sạch, không phụ lòng Dương Tĩnh Uyên. Mẹ, anh chị và quý Mama đều đang chờ nàng, nàng không thể trả thù được, đi theo họ cũng tốt. Thấy nàng không hề có ý định chống cử, Tay An Ninh cầm đao bắt đầu run run. Chỉ cần đưa đao lên trước, lưỡi đao sẽ đâm vào thân thể quý anh anh. Cuối cùng, nàng không thể để chủ tử chịu khổ vì nàng. Trong bóng tối, khuôn mặt trắng nón của quý anh anh, lông mi ướt đẫm nước mắt, càng trở nên sáng lấp lánh. Khó mà che giấu được phong thái yếu đuối. Đúng là làm bộ làm tịch. A à Ninh cắn răng, hung hăng đâm đao tới. Nàng như nghe thấy tiếng xe gió, cánh tay truyền đến cơn đau dữ dội hướng đao từ đâm truyền thành chém chém vào khung cửa sổ a à ninh kêu lên một tiếng nhỏ thấy một mũi tên xuyên qua cánh tay nàng ấn vào vết thương xoay người lại thấy thịnh phong trạch đứng ở cửa sân trên người khoác một chiếc áo choàng ngực băng bó vải trắng còn thấm móng rõ ràng là đang xử lý vết thương nhưng nghe tin từ binh lính liền đuổi tới mồi an à ninh run rẩy nước mắt rơi từng giọt từng giọt thịnh phong trạch đưa công tiễn cho xích hổ bên cạnh rồi tiến tới ngài muốn giết ta đúng không a ninh đột nhiên không kìm được bật thốt lên trong lòng xích hổ không đành lòng tiến lên vài bước định mở miệng cầu xin thịnh phong trạch quay đầu liếc hắn một cái lời nói của xích hổ liền nghẹn lại ngượng ngùng cúi đầu thịnh phong trạch đi thẳng vào phòng lặng lẽ nhìn quý anh anh hắn cứ thế đi ngang qua nàng như thể không nhìn thấy nàng A Ninh mở to mắt, qua cửa sổ nhìn hai người đối diện nhau trong im lặng, lòng đau đến tê dài. Từ khi nàng 12 tuổi vào cung hầu hạ, hắn là tất cả của nàng. Tay An Ninh bóp mạnh, mũi tên gãy răng rắc. A à Ninh, xích hồ gọi nhỏ một tiếng, dùng ánh mắt thúc giục nàng đi nhanh. Chủ tử chỉ bắn một mũi tên trúng cánh tay nàng, chỉ là muốn cảnh cáo nàng thôi. Hắn lo lắng A Ninh không biết điều, làm phiền thịnh phong trạch, khiến sự kiên nhẫn của hắn cạn kiệt an ninh che cánh tay nước mắt rơi như mưa quỳ xuống đất hét lên chủ tử ngài giết ta cũng được nhưng ta phải nói nàng là kẻ mang tai họa làm sao nàng xứng để chủ tử xích hổ nhanh chân tiến lên chặt vào phía sau cổ an ninh cắt đứt lời nàng hắn nhanh chóng ôm lấy an ninh không dám nhìn thịnh phong trạch lắp bắp giải thích nữ nhân kiến thức nông cạn thuộc hạ sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Hắn chạy nhanh như thỏ, lời còn chưa nói hết, đã ra đến ngoài sân. Ta không giận nàng, vương gia cũng không cần so đo. Chỉ có kẻ mốc mới không thấy được tình cảm của xích hổ đối với A Ninh. Vì mình, thịnh phong trạch nghiêm trị A Ninh, thuộc hạ của hắn chắc chắn sẽ oán hận. Quý anh anh cảm thấy mình nợ thịnh phong trạch quá nhiều. Không thể nợ thêm nữa. Nếu hắn không kịp thời đuổi tới, đao của A Ninh đã đâm vào ngực nàng. Nàng không muốn sống. Hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở nhà họ Triệu. Nếu không có hắn, nàng đã không thoát khỏi tay Triệu Tu Duyên. Nhưng nàng vẫn hung hãn như một con sói cái, mắng chửi Triệu Tu Duyên. Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như chạm đến được nội tâm yếu đuối của quý anh anh. Nàng sợ hãi như thế, nhưng chưa từng thể hiện ra thịnh phong trạch đột nhiên cảm thấy đau lòng làm sao hắn có thể quên được trong cuộc tấn công của nam chiếu nàng tận mắt chứng kiến mẹ anh và chị dâu cùng đứa cháu mới sinh chết ngay trước mắt khi nàng nhuộm những tấm vải ngũ sắc đó có lẽ đã đặt hết hy vọng và sắc màu còn lại trong lòng vào đó tâm hồn nàng đã trở nên xám xịt ngay cả việc sống sót cũng khiến nàng mệt mỏi thịnh phong trạch giang hai tay ôm nàng vào lòng cảm thấy quý anh anh theo bản năng dẫy rủa thân thể trở nên cứng ngắc hắn đặt cằm lên mái tóc mềm mại của nàng khẽ nói hãy tin ta ta sẽ giúp nàng trở về đại đường an toàn đầu tựa vào ngực hắn quý anh anh ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc nước mắt nàng tuôn trào nàng dùng sức đánh vào ngực hắn và hét lên ta sẽ không tha thứ cho ngươi mẹ ta anh ta và chị dâu ta đều trên trời nhìn ta phu quân ta nhất định sẽ mang quân đại đường san bằng nam chiếu. Ngươi là đao phủ, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Tâm nàng dao động vì hắn. Khi hắn nắm tay nàng tự đâm mình một nhát, lòng quý anh anh đau đớn, muốn bật khóc lớn. Nàng không cần hắn cứ mãi cứu nàng, không cần hắn ban ơn. Nàng chỉ muốn hận hắn, chỉ muốn trở về đại đường, về lại với mẹ và anh. Làm sao nàng có thể in đậm hình bóng của một người đàn ông khác trong lòng? làm sao nàng có thể không phụ lòng dương tam lang quý anh anh khóc rối bời làm sao nàng có thể còn sống sót thịnh phong trạch buông nàng ra nhanh chóng xoay người đi ra ngoài hơi thở khẽ động làm ngực hắn đau mỗi hít thở đều truyền đến cơn đau nhói hắn hiểu rõ ý nàng chưa bao giờ hắn thấu hiểu lòng nàng như lúc này khi hắn có thể yêu nàng hắn đã không làm khi hắn muốn yêu nàng thì đã vĩnh viễn không thể yêu nàng được nữa. Không, không phải là hắn không thể yêu nàng. Chính tình yêu của hắn đã khiến quý anh anh không muốn sống. Còn gì có thể khiến hắn đau lòng hơn điều này? mươi 257 Hắn đứng ở cửa, nhìn qua mái hiên, bóng ma dần bị ánh mặt trời nuốt chừng. Thịnh phong trạch áp tay lên ngực, hắn nhớ rõ, nơi đây hắn từng ôm người con gái hắn yêu. Khi nàng bị bắt đến Nam Chiếu, hắn đã muốn giữ nàng lại. Chân nàng vẫn chạm đất Nam Chiếu, nàng đang ở trong quốc gia của hắn. Hắn muốn gặp nàng mà không phải vượt qua ngàn dặm xa xôi. Tất cả chỉ là hy vọng hão huyền của hắn. Tiếng khóc sau lưng dần tắt, căn phòng trở nên yên tĩnh. Ánh mặt trời dần dịch về phía tây, bóng dáng hắn dần mờ nhạt, vô thức đứng ở cửa cả ngày. Thịnh phong trạch xoay người một cách máy móc, quý anh anh ngơ ngác ngồi trong bóng tối thân hình yếu ớt trông thật đáng thương. Thịnh Phong Trạch bước vào phòng, thắp đèn lên. Ánh sáng làm nàng tỉnh giấc, nàng đột nhiên mở to mắt, thân thể co rúm lại phía sau. "Giúp ta băng bó vết thương." Thịnh Phong Trạch nói thẳng, hắn ngừng lại rồi nói, "Ta sẽ đưa ngươi về, trên đường hãy thoải mái một chút." Quý anh anh giật mình, miệng há hốc, không hiểu ý hắn. Thịnh Phong Trạch đã ra lệnh cho lính canh đi lấy thuốc trị thương và y phục của hắn hắn ngồi trên giường trúc, cởi áo choàng, máu tươi thấm ra chảy xuống từ lồng ngực, nhát đao đó đâm vào lòng hắn không hề nhẹ. Lính canh đưa đồ đến, thấy quý anh anh vẫn còn thất thần, thịnh phong trạch tự diễu cười. Đưa người rời đi, chúng ta xem như xong nợ. Hắn thật sự muốn đưa mình đi, quý anh anh tỉnh lại, nàng nhanh nhẹn tháo từng lớp vải trắng quấn quanh người hắn, sắn tay áo và lau vết máu cho hắn. Thịnh Phong trạch ngồi với hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng. Suy nghĩ của hắn theo từng động tác của nàng, ngón tay nàng hơi lạnh, chạm vào da thịt hắn gây cảm giác ngứa. Cầm nàng dường như gầy hơn trước, khi trở lại đại đường sẽ tròn trịa hơn. Dương Tĩnh Uyên sẽ đối xử tốt với nàng chứ, nàng cưới hắn khi đang chịu tang, chưa từng chung phòng với Dương Tĩnh Uyên. Hắn mới có thể tin tưởng nàng trong sạch. Ánh sáng ấm áp bao phủ hai người trong sự im lặng lộ ra một chút ấm áp. Thịnh Phong Trạch nhìn chằm chằm vào bóng chiếu trên tường, cảm thấy không nỡ rời xa bóng dáng ấy. Xong rồi. Nàng cúi xuống, bóng dáng đẹp đẽ cuối cùng cũng rời xa hắn. Cảm ơn. Thịnh Phong Trạch đứng dậy, mặc y phục, hắn không nhìn lại quý anh anh, thấp giọng nói. Ta đã dặn người đưa thức ăn đến, người ăn nhiều một chút, đêm nay ánh trăng đẹp, ta sẽ dẫn người ra ngoài ngắm trăng quý anh anh có chút vấn khích lại không biết phải làm sao một lúc lâu sau mới khẽ nói cảm ơn không cần cảm ơn ta thịnh phong trạch cảm khái lần đầu tiên cứu ngươi ở triệu gia ta luôn suy nghĩ người thông minh thế nào mà nhất quyết không chịu trả ơn ta khi đó hắn muốn nàng nhuộm tơ cho hắn đòi hỏi nàng ba năm nhưng nàng không đồng ý thịnh phong trạch nghĩ đó là số mệnh ngay từ đầu nàng đã biết tranh bẫy của hắn quý anh anh không biết nói gì thịnh phong trạch thở dài bước nhanh rời đi đúng vậy lần đầu tiên nàng cũng cảm thấy không thể đáp ứng yêu cầu của hắn nhưng hắn lại cứu nàng lần nữa quý anh anh thì thầm đây là số mệnh ta và ngươi thật không có duyên phận lần này hắn vẫn quyết định thả nàng quý anh anh ngồi trên giường trúc nơi hắn vừa ngồi vừa muốn khóc lại vừa muốn cười trước mắt bỗng tối sầm một bóng người nhảy vào từ cửa sổ quý anh anh hoảng sợ, ngẩng đầu lên thấy Dương Tĩnh Nguyên. Nàng mở to mắt, làm sao có thể gặp được Dương Tĩnh Nguyên. Vừa vào nhà, Dương Tĩnh Nguyên tự nhiên ẩn mình trong bóng tối, không để người bên ngoài phát hiện. Hắn động đậy trong cổ họng như nuốt lại lời muốn nói. Nàng như đang mơ, hoảng loạn nhìn hắn, nàng không nhìn lầm chứ, đen hơn chút, gầy hơn nhiều, nhưng khuôn mặt ấy vẫn như xưa, mày kiếm tung bay, tuấn lãng như trăng là hắn là dương tĩnh uyên người nàng mong nhớ ngày đêm bao lần nghĩ đến dương tam lang à tam lang quý anh anh tỉnh lại kích động gọi một tiếng không nghĩ ngợi liền nhào vào ngực hắn ta ta đi được xa trèo đèo lội suối sợ đến muộn hôm qua ta mới đến đây dương tĩnh uyên bất chợt rơi lệ quý anh anh ôm chặt lấy hắn tam lang tam lang nước mắt nàng cũng rơi xuống suốt đường đi nàng nghĩ khi gặp lại dương tĩnh uyên nàng sẽ nở nụ cười tươi sáng nói với hắn rằng nàng luôn chờ đợi hắn nhưng không hiểu sao khi gặp hắn nàng chỉ có thể rơi lề dương tĩnh uyên nâng cánh tay lên dừng lại trong không trung một lát rồi nâng mặt nàng lên hắn cúi xuống đặt môi mình lên môi nàng hắn cảm nhận vị mặn của nước mắt nàng tìm hắn như bị đâm một nhát vừa lạnh vừa đau làm sao hắn có thể oán nàng được nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, hắn sợ rằng mình đến muộn, không gặp lại nàng. nàng còn sống là tốt rồi. hắn ngẩng đầu lên, quý anh anh quấn chặt tay quanh cổ hắn, làm hắn thở khó khăn. mặt nàng áp vào ngực hắn, gọi nhỏ tên hắn. dương tĩnh uyên quyết tâm gỡ tay nàng ra, thấp giọng nói: người giữ gìn sức khỏe, ta còn có việc phải làm, ta đi trước. tam lang. quý anh anh muốn mở miệng bảo hắn đưa mình đi, nhưng gọi hắn một tiếng nàng miễn cưỡng nhịn lại bạch nhai cung không phải là sân sau nhà nàng không thể vào mà đi dạo một mình hắn có thể tự do ra vào nhưng mang theo nàng sẽ trở thành mục tiêu sống nàng phải hiểu chuyện hắn đến đây hắn nhất định sẽ nghĩ cách đưa nàng đi đúng rồi thịnh phong trạch nói đêm nay sẽ đưa nàng đi đâu đó a à, không thể nói với thịnh phong trạch rằng dương tĩnh uyên đã tìm thấy nàng thịnh phong trạch muốn thả nàng đi nhưng chưa chắc sẽ để cho Dương Tĩnh Uyên đi. Hắn là tướng quân đại đường, nàng có thể chờ hắn trên đường, như vậy hắn cũng không cần mạo hiểm vào Bạch Nhai cung nữa. Quý anh anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình đã nghĩ ra cách tốt nhất. Nàng vui mừng đứng lên, "Tam Lang, ngươi không cần đến Bạch Nhai cung tìm ta nữa." Nàng không cho hắn trở lại, Dương Tĩnh Uyên cắn chặt răng. Cửa viện mở ra, tiếng kêu két vang lên. Dương Tĩnh Uyên nhanh chóng núp sau cửa, rút kiếm từ bên hông. Là người đưa thức ăn. Quý anh anh thì thầm với hắn, bước nhanh đến cửa. Hai bà vú giả mang hộp cơm và một bao đồ vào. Quý anh anh đứng ở cửa, cố giữ bình tĩnh nói: Để đó đi, ánh trăng sáng, ta ăn cơm trong viện. Thấy nàng không cho mình vào phòng, các vú giả không miễn cưỡng, đặt hộp cơm và bao đồ lên bàn đá trong viện. Quý nương tử chủ tử nói mời ngươi thay y phục mới, giờ tuất sẽ mời ngắm trăng. Vũ già truyền lời của thịnh phong trạch, khom người hành lễ rồi lui ra. Đá gió. Giờ tuất, thịnh phong trạch sẽ đưa nàng đi. Quý anh anh mỉm cười, nàng quay vào nhà, nhưng không thấy Dương Tĩnh Nguyên đâu. Gọi hắn vài tiếng mà không thấy trả lời. Quý anh anh hơi nghi ngờ, lẩm bẩm. Có việc phải làm mà không chịu nói một tiếng rồi đi. Là nàng thăm gặp hắn, ở lâu một khắc, là thêm một phần nguy hiểm quý anh anh thở dài bất đắc dĩ dương tĩnh viên lặng lẽ rời bạch nhai cung hắn lặng lẽ đi từ chân núi đến thung lũng sâu nước suối róc rách ánh trăng chiếu rọi làm nước suối sáng lấp lánh hắn cúi người xuống vùi mặt vào nước lạnh như băng hắn đấm liên tiếp xuống đất hắn chưa từng biết quý anh anh và thịnh phong trạch quen biết như vậy trước đây hắn chỉ biết thịnh phong trạch muốn chiếm lấy bí quyết nhuộm tơ của gia đình nàng biết rằng thịnh phong trạch là kẻ thù của nàng hóa ra giữa nàng và thịnh phong trạch đã có nhiều qua lại như vậy thậm chí trước khi hắn biết nàng hắn nghĩ rằng sẽ tìm thấy nàng trong mục của vương phủ không ngờ nàng lại ở trong bạch nhai cung nàng không giống thích khách rõ ràng là đến làm khách hắn nằm trên nóc nhà nhìn qua cửa sổ thấy nàng dịu dàng băng bó vết thương cho thịnh phong trạch ánh sáng quá rõ hắn có thể thấy nét mặt vui mừng của nàng không thể giấu được qua chân mày và khóe mắt hắn thật ngốc sao đến giờ hắn mới hiểu ánh mắt thịnh phong trạch nhìn nàng dương tĩnh uyên ngẩng đầu lên khỏi nước suối đôi mắt đỏ vì lạnh hắn nằm bên suối trong đầu vang lên tiếng nàng dịu dàng ánh trăng sáng quá hắn nhìn chằm chằm vào trăng sáng nghĩ đến hình ảnh thịnh phong trạch và nàng ngắm trăng trên đỉnh núi dương tĩnh uyên dùng tay che mắt hắn không hận quý anh anh, hắn chỉ hận mình không đủ mạnh, không thể ngăn quân Nam Chiếu ở bờ sông Đại Độ. Không thể giành lại nàng từ tay quân Nam Chiếu. Không trách ngươi, ta không trách ngươi, không trách. Dương Tĩnh Uyên không dám nghĩ đến những gì quý anh anh đã trải qua. Có lẽ Thịnh Phong Trạch là người cuối cùng nàng có thể bám vào. Làm sao hắn có thể trách quý anh anh phản bội? Hắn chỉ muốn nàng sống, sống tốt là đủ nhưng hắn nhận ra rằng trong lòng mình vẫn oán giận nàng. Thấy nàng sống ấm áp cùng thịnh phong trạch, hắn cảm thấy khó chịu như bị đè nén, nghẹt thở. Nếu nàng chết, hắn có thể đường hoàng báo thù cho nàng. Cũng tốt hơn là nhìn vợ mình bị ép buộc bởi vua Nam Chiếu. Ta không trách ngươi, ta muốn tiêu diệt Nam Chiếu, giết thịnh phong trạch. Dương tĩnh uyên giọng trầm trầm vang lên. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 258 trở về đến phòng săn trong núi, tang thập tứ và nghiêu thất nương lo lắng tiến lên đón chào. Hàn tứ nhanh nhẹn xoay người ra cửa viện canh chừng, dưới ánh trăng mờ ảo, chỉnh lại đôi giày rơm. Dương tĩnh uyên đóng cửa lại, hắn không dám nhìn thẳng tang thập tứ và nghiêu thất nương, chỉ rót một chén trà, tiếp tục đổ nước. Mau nói đi, thế nào rồi? Có tìm được quý nhị nương không? Nhiều thất nương thấy hắn liên tục rót trà, gấp gáp hỏi tang thập tứ nhìn chằm chằm vào mặt dương tĩnh uyên dù chỉ có ánh đèn mờ hắn vẫn nhận ra tam lang người đã khóc dương tĩnh uyên ngay lập tức ưỡn thẳng lưng nhưng dưới ánh mắt quan tâm của tang thập tứ hắn lại cúi đầu hắn muốn nói rằng không có chuyện gì xảy ra nhưng khi mở miệng hốc mắt lại nóng lên quý nghị nương ám sát thịnh phong trạch sẽ không bị hắn giết chứ nhiều thất nương thất thanh hô lên sau đó nhổ vài cái nước miếng rồi cẩn thận lùi lại phía sau tang thập tứ. Quý nhị nương không sao đâu, nếu thịnh phong trạch muốn giết nàng thì đã làm từ lúc ở phường nhuộm rồi, hắn sẽ không mang nàng về cung. Nói nàng chết rồi có lẽ còn dễ chịu hơn, lời nói của Nhiêu Thất Nương làm trái tim Dương Tĩnh Nguyên đau đớn như bị đâm. Làm sao hắn không nghĩ ra, quý anh anh thực sự có thể ám sát Thịnh Phong Trạch sao? Dương Tĩnh Nguyên nhớ lại trận đấu ở Ích Châu Thành, Thịnh Phong Trạch không đánh lại mình nhưng lại không đề phòng quý anh anh không hề có võ công. Cho dù nàng đâm hắn một nhát, để khiến thịnh phong trạch gian xảo không đề phòng, hai người họ phải thân mật đến mức nào mới có thể khiến quý anh anh tiếp cận hắn như vậy. Hình ảnh quý anh anh và thịnh phong trạch gần gũi lại hiện lên trước mắt Dương Tĩnh Nguyên. Hắn đau khổ nhắm mắt lại. Tam lang, ngươi có tìm được quý nhị nương không? Tang thập tứ lo lắng hỏi. Nàng ở cùng thịnh phong trạch, dương tịnh uyên nói một cách đờ đẫn nghiêu thất nương thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực và nói sống sót là tốt rồi chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ ra cách cứu nàng dương tịnh uyên không muốn tiếp tục chủ đề này hắn xoay người mở cửa phòng sáng mai chúng ta phải đi thái hòa thành nghiêu thất nương ngươi nên hỏi nghiêu ngũ nương đã can dự vào bao nhiêu nàng tốt nhất nên hối cải nếu không dù nàng là tỷ tỷ của ngươi ta cũng sẽ không khoan nhượng anh anh tạm thời không quan tâm đến nàng bỏ mặc quý anh anh nghiêu thất nương nhận ra phải rồi thịnh phong trạch trong cung thủ vệ nghiêm ngặt không có cách nào cứu nghiêu thất nương chưa nói hết câu dương tĩnh uyên đã đi ra ngoài nghiêu thất nương ngỡ ngàng xoay người hỏi tang thập tứ thập tứ ca dương tam lang nhìn thấy quý anh anh còn sống sao lại không vui chút nào quý anh anh ở cùng thịnh phong trạch tang thập tứ nhai kỹ những lời này trong lòng chua xót không hiểu. Hắn nhớ lại đêm ở hoán hoa khê, khi quý anh anh đạp chu thất lang xuống sông. Một cô gái hoạt bát như vậy, lại có thể thất tiết với thịnh phong trạch sao? Hắn vuốt nhẹ tóc nhiều thất nương và nói. Thất nương, sau này đừng nhắc đến quý nghị nương trước mặt tam lang. Nàng, ở gần mà như xa, tam lang chắc chắn rất đau khổ. Theo ý của tam lang, ngày mai chúng ta sẽ đi Thái Hòa thành tìm tỷ tỷ của ngươi biết rồi nhiều thất nương thương cảm cho dương tĩnh uyên và quý anh anh dựa vào cánh tay tang thập tứ và nói nhỏ thập tứ ca chúng ta vĩnh viễn đừng xa nhau được không so với dương tam lang và quý nhị nương ta cảm thấy mình thật hạnh phúc tang thập tứ trong lòng ảm đạm nhẹ nhàng nói chúng ta sẽ không tách ra nhiều thất nương ôm lấy tang thập tứ nghĩ đến ngày mai phải đi tìm nghiêu ngũ nương lo lắng đến phát khóc thập tứ ca nếu ngũ nương cố chấp, Dương Tam Lang muốn giết nàng thì sao? Mẹ vẫn đang chờ ta đưa nàng về, mẹ vẫn chờ mà. Có lúc chúng ta luôn nhớ đến tình thân, nhưng không biết rằng người kia ngay cả cha ruột cũng muốn hại. Thất nương, người còn coi nàng là tỷ tỷ, nhưng người có nghĩ rằng trong mắt nàng, người đã không còn là em gái của nàng nữa. Tang thập tứ nghiêm nghị nói. Nhưng. Dù gì nàng cũng là chị ruột của ta, dù cha vì nàng mà chết trận, mẹ bị bệnh liệt giường, vẫn không thể bỏ rơi nàng. Nhiều thất nương nghĩ đến đây lại nảy sinh một tia hy vọng. Nếu ngũ nương chịu hối cải, theo chúng ta về đại đường chăm sóc mẹ, mẹ có thể tha thứ cho nàng không? Để nhiều ngũ nương ăn chay niệm Phật, hoàn toàn hối cải. Một kẻ nham hiểm và độc ác như nàng có thể chịu được sao? Tang thập tứ cười lạnh trong lòng, hắn không muốn làm tổn thương lòng vị hôn thê, nhưng cũng không muốn nhiều thất nương phân biệt không rõ thực tế rồi sẽ thấy thôi. Trời cao vắng mây, một vầng trăng sáng chiếu rọi. Thịnh Phong Trạch đúng hẹn tới, lấy cớ đưa nàng lên đỉnh núi ngắm trăng, chỉ dẫn theo xích hồ, ba người cưỡi ngựa rời khỏi bạch nhai cung. Quý anh anh đã thay trang phục gọn gàng, im lặng đi bên cạnh Thịnh Phong Trạch. Ánh trăng chiếu sáng con đường núi quanh co, vòng qua một sườn núi, không còn thấy ánh đèn của bạch nhai cung. Trong núi tĩnh lặng, tiếng chân ngựa vang lên đều đều nghe như mỗi bước đều đập vào tim khiến quý anh anh không khỏi lo lắng nàng căng thẳng vì điều gì triệu tu duyên và đỗ ngạn vẫn ở thái hòa thành có lẽ chưa nghĩ ra cách đối phó thịnh phong trạch đã đưa nàng rời khỏi bạch nhai cung khi họ kịp phản ứng cũng đã không thể tìm thấy nàng nữa nhưng nàng sẽ liên lạc với dương tĩnh uyên bằng cách nào đợi qua sông đại đổ rồi nghĩ cách sau dương tĩnh uyên giỏi võ nghệ chắc chắn có thể dò la tin tức thịnh phong trạch hắn sẽ bình an trở lại đại đường, nếu ở lại Nam Chiếu chờ hắn, ngược lại sẽ liên lụy đến hắn. Nghĩ vậy, vì anh anh mỉm cười, thịnh phong trạch nghiêng mặt nhìn nàng, thấp giọng dặn dò. Chúng ta sắp rời khỏi đại lộ, đi vào đường mòn trong núi. Ngươi cẩn thận đừng để ngã ngựa, biết rồi. Quý anh anh đáp, cảm thấy cần phải nói gì đó với thịnh phong trạch, liền thấp giọng hỏi. Ngươi để ta chạy, quốc chủ và đỗ ngàn có gây bất lợi cho ngươi không? nói ra rồi, nàng lại cảm thấy mình ngốc. Thịnh phong trạch làm vậy chắc chắn là nguy hiểm, nhưng nàng thực sự khao khát tự do, khao khát rời khỏi nam chiếu. Trong lòng ấy nấy lại càng thêm nặng nề. Nếu không phải nam chiếu phát binh, người cũng sẽ không bị bắt đến đây. Nam chiếu thợ thủ công nhiều, không thiếu người một người. Hắn lại nhìn thấu tâm tư của nàng, dùng lời như vậy an ủi. Quý anh anh không thể phản bác, một lúc lâu mới nói gặp ngươi là phúc phần của ta đáng tiếc không phải duyên phận thịnh phong trạch thấp giọng nói theo sát ta hắn đổi hướng ngựa dẫn đường vào con đường nhỏ trong rừng phía trước có thịnh phong trạch phía sau là trung thành và tận tâm xích hồ đường núi hẹp ba người không thể đi song song bước vào con đường nhỏ trong rừng một đêm không ngủ khi tia nắng ban mai hiện ra thịnh phong trạch dừng lại bên dòng suối quý anh anh cưỡi ngựa cả đêm hai chân và eo đã mỏi như không còn cảm giác thấy thịnh phong trạch định đỡ mình xuống ngựa nàng cắn răng tự lật người xuống thịnh phong trạch đưa tay ra rồi lặng lẽ rụt lại xích hồ tháo bao từ suối mốc nước trong rừng có nhiều cành khô không lâu sau đã nhóm lên một đống lửa ngủ hai canh giờ rồi tiếp tục lên đường thịnh phong trạch trải chiếu quý anh anh quá mệt mỏi không từ chối nữa nàng nằm trong thảm lông mặt bị ánh sáng mặt trời từ sườn núi chiếu vào mắt mờ không nổi. Chúng ta qua đường bao nhiêu ngọn núi rồi? Qua khe núi rồi mới vượt qua ngọn núi này. Phía trước còn có ngọn núi cao hơn và hiểm trở hơn. Hắn chỉ có thể đưa nàng qua ngọn núi này rồi phải quay lại cung. Ngủ hai canh giờ, ăn cơm, sau giờ ngọ có thể đến khe núi. Hắn chỉ có thể ở bên nàng thêm vài canh giờ. Sau này hắn sẽ không còn được gặp lại nàng nữa. Thịnh Phong Trạch quay lại nhìn nàng, quý anh anh đã ngủ. Hắn tự tay kéo chăn lông lên, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Hắn sợ thời gian trôi qua sẽ quên mất dung nhan nàng. Chương 259. Xích hổ đun nước và nướng ba miếng thịt. Sau khi ba người ăn xong, họ lại lên ngựa và tiếp tục cuộc hành trình. Khi ra khỏi rừng, đường chia thành nhiều lối, mặt trời đã lên tới đỉnh, một khe núi xuất hiện trước mắt ba người. Thịnh Phong Trạch dừng lại và nói: "Ta sẽ đưa ngươi đến đây thôi, xích hổ sẽ hộ tống ngươi trở về đại đường." Khuôn mặt của hắn tắm trong ánh mặt trời, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Không thể nhận ra hắn vui hay buồn. Quý anh anh trên ngựa, cúi mình hành lễ. "Tạm biệt vương gia." Nàng chỉ để lại cho hắn một câu như vậy, nhưng nàng còn có thể nói gì với hắn được nữa. Cuộc đời thường có những lúc chia ly, khi nói lời tạm biệt lại chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Thịnh phong trạch vỗ mạnh vào mông ngựa, nhìn ngựa mang nàng chạy về phía khe núi. Xích hồ chắp tay với hắn, rồi đuổi theo quý anh anh. Hình bóng hai người cưỡi ngựa càng lúc càng nhỏ, rồi khuất sau mọn núi, biến mất trong tầm mắt của hắn. Gió núi thổi qua áo bào của thịnh phong trạch, hắn vỗ nhẹ vào lưng ngựa, nói khẽ. Nếu biết trước thế này, ta đã không nên đi đại đường nếu biết trước sẽ có mối nghiệt duyên này, hắn đã nên nghe theo ý vương huynh ở lại nam chiếu chuẩn bị ra trận tấn công trực tiếp đại đường. trái tim sẽ không phải đau đớn và rằng xé vì cuộc chiến này. đi thôi, chúng ta về nhà. hắn quay đầu ngựa từ từ bước đi. quý anh anh và xích hổ vừa ra khỏi khe núi thần sắc lập tức thay đổi. bên ngoài khe núi là một thung lũng dốc thoải, hai trăm binh lính đã mai phục từ trước ánh mặt trời chiếu sáng đầu mũi tên lấp lánh như tuyết. Quay lại, xích hổ vội vàng kéo dây cương của quý anh anh, ép ngựa quay lại. Một mũi tên bay trúng ngựa của xích hổ, ngựa hí dài khiến xích hổ ngã xuống đất. Hắn rút đao dài, nhìn theo hướng mũi tên. Trên chiến núi cũng có binh lính mai phục bao vây hai người. Thấy tướng lãnh đứng trên dốc cao chính là si cuồng, xích hổ tròn mắt, hét lớn. Si cuồng. Ngươi đang làm gì vậy? Quý anh anh nhận ra si cuồng, mặt lập tức trắng bệch. Nàng không thể quên hắn, kẻ đã khiến mẹ nàng giết anh trai rồi tự sát. Chính hắn đã chém chết quý ma ma. Quốc chủ vẫn đang chờ quý nương tử này đan hoán hoa cẩm, xích hổ tướng quân định đưa nàng đi đâu vậy? Si cuồng cười đắc ý. Hắn biết rằng đông trinh phạt quân hung hãn, có thể ngăn chặn dũng mãnh nhưng không có mưu lược. Thịnh phong trạch lại dụ hắn đi đánh quân nghi binh đó là con trai duy nhất của đại nhân Thanh Bình. Đại nhân Thanh Bình đã phát huyết thệ để báo thù cho con trai. Bạch Vương Điện Hạ tự mình thả con gái của đường tàu chạy trốn, quốc chủ chắc chắn sẽ nghiêm trị hắn. Bây giờ có cơ hội chủ động đến tay, hắn lập công trước mặt đại nhân Thanh Bình, si cuồng rất vui mừng. Xích hồ trong lòng căng thẳng, nhất thời không nghĩ ra lý do nào. Hoán hoa cẩm cần một loại thuốc nhuộm đặc biệt nghe nói trong thung lũng này có dược thảo cần thiết cho việc nhuộm, bạch vương điện hạ đã đặc biệt cử xích hổ tướng quân đi cùng thiếp để tìm kiếm. lý do này ngài có hài lòng không? quý anh anh nắm chặt dây cương, lòng bàn tay đau đớn vì móng tay đâm vào, nỗi đau làm nàng tỉnh táo. hai trăm binh lính đã mai phục sẵn, không thể chạy thoát được. điều nàng có thể làm là bảo vệ thịnh phong trạch. nếu thịnh phong trạch gặp bất hành triều đình nam chiếu sẽ không còn ai có thể ra tay cứu hắn ha ha đúng là khéo ăn khéo nói rõ ràng là bạch vương muốn thả ngươi chạy trốn đừng mơ lửa gạt ta si cuồng cười lạnh và ra lệnh trói họ lại mang về xích hồ nhìn quý anh anh với vẻ biết ơn khẳng định không cần trói chúng ta sẽ cùng đi gặp quốc chủ và giải thích rõ ràng nếu lầm khi hái dược thảo không đan được hoán hoa cẩm ngươi có chịu trách nhiệm nổi không si cuồng si cuồng nhìn hắn với vẻ khinh thường vỗ tay một cái ra đây từ sau tảng đá một người từ từ bước ra khuôn mặt bị che bởi mũ rộng vành xích hồ nhìn chằm chằm khi nàng vén mũ lên sắc mặt hắn thay đổi a à ninh không lạ gì khi si cuồng mai phục binh ở đây chủ nhân đã cố ý tránh đường lớn để không bị phát hiện đi qua đường núi chính ninh đã mật báo cho phép si cuồng mang người chặn họ ở khe núi này A Ninh mặt tái nhợt đứng bên cạnh si cuồng, nhạt nhẽo nói. Dương Quý Thị bị bắt vì quốc chủ cần nàng đan hoán hoa cẩm. Xích hổ, chủ tử hồ đồ, A Ninh không thể trái lệnh quốc chủ mà để Dương Quý Thị chạy thoát. Hừ, ngươi còn dám gọi là chủ tử. Xích hổ đỏ mắt mắng, hắn tự hỏi tại sao mình lại mù quáng thích A Ninh. Quý anh anh thầm thở dài, ánh mắt nàng quan sát xung quanh, thật sự nhìn thấy nhiều loại dược thảo có thể dùng để nhuộm. Quý anh anh nhảy xuống ngựa, kéo vài cành dược thảo đưa cho xích hồ. Nếu si cuồng tướng quân không tin rằng chúng ta đến tìm thuốc nhuộm, thì cùng hắn trở về cũng được. Nàng ngừng đầu nói với si cuồng. Nếu đã đến đây, xin tướng quân phái binh lính hái những dược thảo này đầy vài giỏ, rồi trở về Thái Hòa Thành. Nếu tướng quân không chịu, thiếp sẽ tuân lệnh trở về theo ngươi. Chỉ là thuốc nhuộm hoán hoa cẩm rất phức tạp, có thể còn có dược thảo trong thung lũng này mà thiếp chưa tìm thấy người khác đến cũng không nhận biết được. Chỉ huyến việc đan hoán hoa cẩm, thiếp sẽ không gánh nổi trách nhiệm. Chẳng lẽ thật sự là đi tìm thuốc nhuống? A Ninh từ nhỏ đã theo Thịnh Phong Trạch. Nếu đây là bẫy dập của Thịnh Phong Trạch thì sao? Chỉ hoãn việc đan hoán hoa cẩm có phải là kế của Thịnh Phong Trạch không? Si Cuồng nghi ngờ quay đầu nhìn A Ninh. A Ninh lớn tiếng nói: Đại quân, đừng nghe tiện nhân kia nói bậy. Nàng hành thích Bạch Vương nhưng điện hạ vẫn để nàng tự do xuất nhập, chỉ phái mỗi xích hồ bảo vệ, ngài không thấy kỳ quái sao? Quý anh anh khinh bỉ nói. Thiếp là người của đường, hận Bạch Vương Điện Hạ mang binh tấn công đường, nên mới hành thích. Nhưng Bạch Vương Điện Hạ vì cần hoán hoa cẩm đã tha thứ cho thiếp. Như gặp được bá nhạc, thiếp thực sự cảm động. Thiếp quyết định ở lại Nam Chiếu đan hoán hoa cẩm để báo đáp Điện Hạ ơn chi ngộ. Sao trong miệng ngươi lại khác hẳn vậy? Ngươi ghen tị, không được điện hạ sùng ái, liền đặt điều vu khống. Châm ngòi gây sự, thật đáng thương, người nói bậy, đủ rồi. Si cuồng cũng khổ sở mang binh đuổi theo suốt đêm, nghe hai nàng cãi nhau khiến hắn đau đầu. Dù sao cũng mang người về Thái Hòa Thành, tự có đại nhân thanh bình giải quyết. Hái vài giỏ dược thảo đi. Xích hổ và quý anh anh nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần định là đi tìm thuốc nhuộm, thịnh phong trạch còn có công lao và lòng trung thành. Mọi chuyện sẽ dễ dàng. Một đội binh lính canh chừng quý anh anh, biết rằng không thể trốn thoát, nàng tập trung tìm kiếm dược thảo trong thung lũng. Bộ dáng tập trung của nàng khiến si cuồng cũng dao động vài phần. Đại quân, nô tỳ không nói dối, nàng đã phản bội chủ tử, nếu không định rõ chuyện này, tội danh vu khống sẽ khiến nàng bị trừng phạt nặng nề. Không, nàng không định phản bội chủ tử, nàng chỉ muốn giết quý anh anh si cuồng không để tâm đến nàng nữ hầu này hờ hững nói đem dương quý thị về thái hòa thành đại nhân thanh bình sẽ có quyết định người đã trong tay mọi việc tiếp theo sẽ nghe theo sắp xếp của đỗ ngạn tìm kiếm suốt buổi trưa hái được vài giỏ dược thảo si cuồng hạ lệnh hạ trại trong thung lũng xích hồ và quý anh anh bị giữ ở hai chướng khác nhau không thể trao đổi sáng sớm ngày hôm sau Quý Anh Anh và Xích Hổ bị Si Vưu dẫn về Thái Hòa Thành. chương 260 Lúc này, tuyết đã phủ trắng thành ích châu, nhưng ánh mặt trời tại Nam Chiếu vẫn sáng rực. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt đất, tạo thành những vệt sáng làm hoa mắt người nhìn lâu. Nhờ có ánh mặt trời, ngay cả trong địa lao cũng bớt đi phần nào âm u. Quý anh anh kéo đống rơm dạ đến nơi có ánh sáng, trải ra để ngồi và hiếp mắt ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Tiếng chìa khóa leng keng treo bên hông quản ngục vang lên, báo hiệu cho quý anh anh rằng có người đến. Nàng ôm đầu gối, nhìn về phía hàng rào gỗ chắc chắn. Là đỗ ngạn hay triệu tu duyên, hay chỉ là người mang cơm đến? Đỗ ngạn dừng lại trước cửa phòng giam, bình tĩnh nhìn quý anh anh. Tù bà với vẻ mặt nịnh nọt, tháo chìa khóa ra để mở cửa đỗ ngạn giơ tay ra hiểu tù bà khom lưng rốt lui thanh bình đại nhân quý anh anh không thích bị hắn nhìn từ trên cao liền đứng dậy thấy nàng tiện tay nhặt những sợi rơm dính trên váy vẻ tự tại đỗ ngạn cười cười ngươi không sợ chết hay sợ sống không bằng chết tại sao phải sợ sống không bằng chết vì hắn có nhiều cách khiến nàng sống không bằng chết quý anh anh nhớ đến dương tĩnh uyên hắn giống như ánh sáng chiếu qua cửa sổ dù sao nàng đã từng gặp hắn, trên đời có nhiều duyên phận, cũng có nhiều cái bỏ lỡ. Đêm đó nếu Dương Tĩnh Nguyên không bận việc quan trọng, dừng lại lâu hơn chút, hắn đã để ý động tính của Bạch Nhai Cung. Có lẽ trên đường chờ nàng, sẽ không phải là si vương. Nghĩ những chuyện vô ích đó làm gì, quý anh anh lắc đầu, trong mắt đỗ ngạn, nàng có vẻ sợ hãi. Nghe nói người ám sát Bạch Vương, bổn quan thật vui mừng. Quý anh anh nhíu mày, lúc này mới nhớ ngoài thịnh phong trạch và xích hổ, ngay cả an ninh cũng nghĩ rằng nàng thực sự đâm thịnh phong trạch. Đỗ ngạn cũng không ngoại lệ. Có thể sống, nàng tuyệt đối không muốn chết. Quý anh anh bất đắc dĩ nói. Bạch Vương Điện Hạ là người tập võ, thanh bình đại nhân kỳ vọng quá cao ở ta. Câu gốc và, vì có thể lợi dụng nàng, đỗ ngạn không muốn giết quý anh anh. Hắn ôn tồn nói. Quý nương tử và bổn quan hiệp nghị vẫn còn hiệu lực, chỉ cần ngươi trước điện thừa nhận bạch vương thả ngươi chạy trốn, bổn quan sẽ để ngươi bình an trở về phường nhuộm. Triệu đại nhân cũng sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Chỉ ra và xác nhận Thịnh Phong trạch để nàng chạy trốn, biết được bí mật hoán hoa cầm nghĩa là tô cao hắn phản bội quốc chủ, phản bội Nam Chiếu. Cái giá cao nhất chính là giữ mạng mà lui, tiếp tục bị nhốt ở phường nhuộm làm nô tỳ. Quý anh anh chớp mắt tỏ vẻ hết sức hứng thú ý của thanh bình đại nhân là quốc chủ sẽ triệu kiến thiếp cùng bạch vương điện hạ cung vàng điện ngọc đối chất đỗ ngạn cười đáp đúng vậy thực tế là xe từ trong cung đã đến đón quý nương tử như thế nào có thể mở đường thoát khác cùng lắm là bị đưa trở lại hiện giờ không đồng ý với đỗ ngạn bị hắn cho uống chén thuốc độc chết còn thành sợ tội tự sát ồ đỗ ngạn sao lại không nghĩ đến việc dùng cái chết vô đối chứng để giết chết thịnh phong trạch quý anh anh gật đầu đồng ý thanh bình đại nhân phải cam kết với thiếp đừng để triệu tu duyên đến làm phiền thiếp nữa đỗ ngạn cười ra hiệu cho tù bà hắn chờ ở cửa cho đến khi quý anh anh bước ra ánh mặt trời bên ngoài làm nàng dừng bước chỉ mới nửa ngày nàng đã cảm thấy ánh mặt trời bên ngoài sáng rực hơn nàng thở dài đỗ ngạn chắp tay đứng lạnh nhạt nói. Nếu ngươi đổi ý trước điện, đừng hy vọng Bạch Vương có thể che chở ngươi. Dù ta có thể giết ngươi, nhưng cái chết vô đối chứng cũng có thể giúp Thịnh Phong trạch thoát một kiếp. Đó là hạ sách. Ánh mặt trời trong chớp mắt trở nên lạnh lẽo. Quý anh anh bị tâm tư của Đỗ Ngạn làm cho hoàng sợ. Nàng hoàn hồn, cúi chào Đỗ Ngạn cười nói. Thanh Bình đại nhân tính toán không bỏ sót, lại cho thiếp một mạng sống. Đa tạ ngài đỗ ngạn nhìn nàng lên xe bò được thị vệ hộ tống rời đi khẽ thở dài đại đường một kẻ phụ nữ cũng có thể đàm tiếu sinh tử quyền uy như vậy nam chiếu làm sao sánh được nhưng hắn lo lắng nếu sau này đại đường trả thù nam chiếu sẽ đối phó ra sao hàn tứ cha dẫn dương tĩnh uyên và hai người khác đi hái củi và rau dại vào thành thấy một đội thị vệ hộ tống chiếc xe bò tới họ liền tránh sang bên đường xe bò không có rào chắn xung quanh quý anh anh yên lặng ngồi trong xe dù không bị xiềng xích nàng không nghĩ một người đại đường có thể chạy trốn ở đô thành nam chiếu nhìn trang phục cũng biết là thị vệ trong cung vì muốn gặp mặt quốc chủ khi ra khỏi lao đỗ ngạn đặc biệt dặn tù bà cho nàng đổi bộ đồ mới quý anh anh mặc váy hoa rực rỡ của cô gái nam chiếu khuôn mặt mỹ lệ dân chúng hai bên đường lén lút đoán thân phận của nàng khuôn mặt điềm tĩnh và váy hoa tươi đẹp khiến tim Dương Tĩnh Nguyên run rẩy. Nàng là cô gái yếu đuối, muốn sống sót, hắn hiểu điều đó, hắn không muốn trách nàng, nhưng khi thấy quý anh anh xuất hiện vui vẻ được hộ tống vào cung, tim Dương Tĩnh Nguyên như bị dao cắt. Nàng có thể chọn sống sót, vì nàng đã quên rằng mẹ và anh chị dâu bị người nam chiếu bức tử. Nàng cũng quên hắn, đã quên nàng là vợ của hắn. Dương Tĩnh Nguyên chịu đựng nỗi đau, gân xanh trên trán nổi lên bước chân nặng nề thật khó khăn mới lùi lại được nửa bước quý anh anh quan sát xung quanh thái hòa xây dựng ngay ngắn phần lớn nhà cửa trong thành đều thấp bé đường phố không rộng rãi và bằng phẳng như ích châu thành chỉ có hoàng cung ở xa là có nhiều tòa cao lầu uy nghi phong thái phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn